Hôm nay vô rừng chơi nha các bạn. Đây cây mai các bạn ơi. Cây mai con này các bạn. Cái này cái thị nha các bạn, trái nè các bạn, trái trái thị nè. Trái này chín màu vàng nha các bạn. Cái thị đó, cái thị rừng. Đây có cái động cát nhỏ.
Đây là nguyên cái rừng tràm các bạn, tràm nước nè. Đây có dũng nè, có dũng nước nè các bạn. Thấy ăn móng nhiều lắm các bạn ơi, cá. Cái dũng nó dài lên tới đây luôn các bạn. Nước nó tràn lên tới đây luôn các bạn, mà nó giờ tháng này nó cạn rồi. Nó cạn khô hết rồi các bạn ơi. Nó gom về cái dũng nước nãy các bạn. Đây cạn hết rồi nè. Đây là tràm không ạ? Nguyên tràm nước.